Ok, chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em con máy cắt cỏ Makita. Con này là Makita 227. Thì con này nằm 32 ly. Rất là ok ha. Thích hợp cho anh em làm những cái công việc đơn giản gia đình như là vườn tược gì đó hang, cắt cỏ đồ vô tư luôn ha. Tiên cho anh em coi phần cái phía trước ha. Phần phía trước của nó thì có tem, có nhãn, có mát đây ha. Phần xi lanh là rất là ok ha. Rồi, bô thì nó bị rỉ sét xương xương thôi. Cái màu xanh huyền thoại của con Makita là cái màu xanh xanh gì ta? Cái này là xanh đậm. Rồi, đây là cái phần áo ngoài thì đầy sơ sơ. À, phần bô ha. Phần bô còn rất là trong, rất là sáng, bị rỉ sét xương xương ha. Rồi, phần này sẵn nó luôn, đây là công tắc ha, đè vô là tắt ha. Đây là bình xăng thì còn rất là mới, rất là sáng ha. Cái loại bình xăng này xài rất là bền nha. À, đây có cái làm bảo vệ luôn nè, dưới coi chân nè, nó không có để, nó không có đụng bình xăng dưới. Nó bảo vệ cái bình xăng không bị ấy, không bị va chạm hay mà hao mòn gì đó. Rồi, đây, em để ý ha, lấy cái này ra thì cái này nó che lại, nó không thấy được cái vú bầm phụ. Ha, để ý ha, vú bầm phụ. Cái khởi động thì chúng ta phải bóp ha, bóp nhẹ ha, bóp chừng 3-4 cái cho nó săn lên thì dễ giật ha. Đây là gì? Đây là gió à, đẩy lên khi khởi động, để lâu không khởi động thì mình đẩy lên ha. Bóp vú đẩy lên, giật vài phát ho bật xuống, giật nổ bình thường. Đây là buji, cái này làm rất là kín, rất là kỹ ha, để làm chi, để cho nước rồi không có vô đây được ảnh hưởng đến độ nhạy, độ ấy, độ xỉ xét, độ lum hết rồi. Là ống e. Còn đây là nắp bình xăng. Nắp bình xăng thì lúc nào nó cũng chỉ hướng dẫn một cái máy hay thì là phải dùng xăng pha nhớt, anh em để ý ha. Bắt buộc là phải dùng xăng pha nhớt ha. Chỉ cần dùng xăng pha nhớt đúng tỷ lệ thì cái mình xài cái máy thì chứ phải nói đến là 3-4 năm hoặc 5-10 năm, nó chuyện của bệnh tại người mà. Cái dưới ha, nè, có cái chân nè, để nè. Cái bình xăng nó không có chạm dưới thì để nó rất là an toàn cho bình xăng. Bình xăng này xài rất là lâu và bền. Thấy không? Ở trong phòng rất là trắng, rất là sáng. Rồi, phía sau. Phía sau thì đây. Đây là nó trang bị cái hệ thống chống rung rất là ok ha. Tem thì mờ rồi ha. Còn nói chung còn rất là mới, còn rất là ok. Cái đây hình như có một cái gọi là cái hệ thống như là chống rung. Nó cầm rất rung rung như máy cưa rồi. Cài rất là sướng, đỡ mỏi tay ha. Cái này là phải cầm. Nó làm rất là im, nếu mình cài chứ không mình cũng im nữa. Chỗ này thì dây đeo thôi, móc dây đeo bình thường thôi. Cái này hộp dạng cái tay cầm lớn, anh em nào thích cái dạng tay cầm lớn như thế này thì cắt thì đỡ mỏi tay hơn. Và đặc biệt một cái nữa thì cái này nó có trang bị một cái công nghệ chống rung, không phải cái loại máy nào cũng có ha. Tùy loại ha. Nè, có cái khớp bằng cao su đây nè, cái ron cao su đây nè, ha. Nó làm chống rung để chi? Để khi nó thích triệt tiêu cái lực cái lực trực tiếp đó thành cái dạng giảm rung á, giảm sốc để mình cầm cho cái tay nó đỡ mỏi hơn, mình buông ra tay mình đỡ cứng hơn. Chứ cầm tùy theo loại máy có loại máy không. Mà cầm cái này rất là im ha, tay cầm rất là im, thoải mái ha. Cái này thì ra sống, nè, kéo, nhả, kéo chết là nhả, bình thường ha, mặc định luôn, zin luôn. Rồi lắp chắn cỏ hai mới, đầu bò zin. Rồi chén thì ok luôn ha, quay ok luôn ha, thử ngon lành hết. Anh em chỉ việc mang về giật nổ thôi. Con này đặc biệt cái giật rất là nhẹ, nhạy nổ luôn ha. Thì anh em nào thích con này thì liên hệ với số máy là 0946300236, giá máy là 1.500.000 đồng ha. Anh em thích con này thì liên hệ nha, với số máy là 0946300236, giá máy là 1.500.000 đồng ha. Anh em cứ yên tâm mang về sử dụng ha, mình đã test xong hết rồi, chỉ việc là mang giật nổ thôi. Bây giờ mình sẽ test thử nha, máy này chỉ cần giật nhẹ nhàng thôi, không cần phải tốn nhiều sức đâu. Rồi bây giờ mình sẽ test thử nha, đổ xăng pha nhớt vào mà chiến thôi, bình thường. Rồi ok ha, giật nhẹ nhàng thôi nha, còn tắt đồ nè, gió đồ. Rồi
tùy theo có nhu cầu của mình mà anh em chọn cho mình một con máy thật là phù hợp nha. Anh em nhớ đăng ký like để nhận được nhiều video tiếp theo nha. Chúc anh em thật sự sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại nha.